Những bí mật từ ngôi chùa nghìn năm tuổi Địa Tạng Phi Lai. Chùa Địa Tạng nằm trọn trong lòng dãy núi Phi Lai, thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, mang theo những bí mật về lịch sử nghìn năm trước cả thời Lý Trần của dân tộc. Tọa lạc cách Hà Nội khoảng 70 km, chùa Địa Tạng nằm trọn trong dòng dãy núi Phi Lai, thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Chùa tựa lưng vào núi, núi mang thế ngai vàng, hai bên là tả thanh long, hữu bạch hổ. Núi cõng rừng già trên lưng, cõng những hoang sơ, tươi mát tựa thuở ngàn năm thiên nhiên ngưng tụ. Cõng những bí mật về lịch sử nghìn năm trước cả thời đại Lý Trần của dân tộc. Thôn Ninh Trung xưa có tên gọi là thôn Đùng, lấy theo tên gọi của chùa Đùng, ngôi chùa to và rộng tới hơn 100 gian. Tuy nhiên, theo thời gian, kiến trúc cảnh quan bị bào mòn, không được tu tạo, cây cối mọc hoang vây kín nên chùa Đùng dường như bị bỏ quên, xuống cấp nghiêm trọng. Tháng 12 năm 2015, Đại Đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa thành Địa Tạng Phi Lai. Đại Đức Thích Minh Quang cho biết, theo lời kể của dân làng qua tìm hiểu, chùa Đùng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 10 với 120 gian chùa cổ. Rất nhiều đời vua chúa đã về đây. Đến khoảng thế kỷ 17, vua Tự Đức có về đây cầu con. Và khi xuống đến chân núi, nhà vua có nói Phi Lai, nghĩa của từ này là khá rộng, có thể hiểu sẽ là sẽ quay trở lại, cũng có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chùa được đặt tên mới là Địa Tạng Phi Lai Tự, có nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này. Cũng có thể Đức Địa Tạng không bao giờ đến nơi này, mà nơi này Đức Địa Tạng không về thì nơi đó thành Phật rồi. Cũng theo Đại Đức, trên đỉnh núi Phi Lai có tháp Phổ Đồng, là nơi yên nghỉ của hơn 40 đời tổ sư được xây dựng vào thời Lý Trần. Dưới chân tháp, phía tiếp nối sau làng Đùng là làng Tháp. Người dân vẫn truyền nhau về tên gọi của làng Tháp xuất phát từ việc tháp Phổ Đồng được đặt trên đỉnh núi cao. Khi nắng chiều chiếu vào đỉnh tháp thì bóng tháp đổ xa vút tầm mắt, xa khỏi làng Đùng chạm sang làng bên cạnh nên làng bên cạnh đó được đổi tên là làng Tháp. Sau chiến thắng quân Chiêm Thành, các tù binh được đưa về chùa Đùng xây dựng tháp nên gạch ngói nơi này mang kiến trúc Chăm Ba rõ rệt. Nhiều mẫu gạch cổ sau mưa gió phát lộ thi thoảng vẫn được sư thầy và các chú tiểu ở chùa tìm thấy và lưu giữ cẩn thận. Đến nay, số lượng cổ vật phát lộ và tìm thấy trong quá trình xây dựng chùa tương đối nhiều. Cảm được ý nghĩa bậc tiền nhân đi trước muốn nói với thế hệ hậu sinh về lịch sử ngôi chùa, lịch sử mảnh đất Thanh Liêm để không bị mai một, sư thầy trụ trì trưng bày những cổ vật này trong gian nhà trà thất nhỏ của chùa, cho ai có duyên về chùa thưởng trà cùng chiêm ngưỡng. Câu chuyện về các cổ vật tìm thấy ở chùa Đùng với nhiều tín hiệu lịch sử thú vị khiến nhà sử học Lê Văn Lan tìm về để khám phá vào một ngày thu. Những vết tích là bia đá và các cổ vật tìm được, ông Lan tin tưởng đây là ngôi chùa cổ có đến cả nghìn năm tuổi và hé lộ thêm nhiều điều đặc biệt về mảnh đất Thanh Liêm. Theo nhà sử học, mảnh đất này từng được nhắc đến trong cuốn Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi với tên gọi Đọi Đẹp, tức Đọi Sơn và Đẹp Sơn, và được đánh giá là phiên dậu phía nam của kinh đô Thăng Long nhờ địa thế giữa đồng bằng mà dột lên khởi lên trùng điệp cả dãy núi. Chỉ với con mắt quân sự bình thường thôi cũng thấy đây là đất dụng võ, là nơi hội tụ tinh anh của đất trời, đặc biệt là nơi rất thuận lợi để xây dựng các công trình tôn giáo tín ngưỡng. Các mẫu gạch tìm thấy được ở Địa Tạng Phi Lai gồm gạch in hình hoa sen, ngói mũi hài, các viên gạch hình rồng, hình thần chim
Garuda, bia đá, phiền hình công phượng và người Việt xưa cùng nhiều đồ gốm sứ khác. Đại Đức Thích Minh Quang cho biết, nằm trong khu vực khuôn viên chùa còn tìm thấy một bãi đất mà theo người dân, Lê Hoàn tức vua Lê Đại Hành từng tập trận tại đây. Nhà sử học Lê Văn Lan nói điều đó có thể vì bố của Lê Hoàn là cụ Lê Đột, quê cũng ở Hà Nam. Trong lịch sử Việt Nam, vua Lê Đại Hành là ông vua đầu tiên đi cày tịch điền ở Đoại Sơn vào năm 974. Từ khu vực Đoại Sơn dẫn sang khu vực huyện Thanh Liêm không quá xa và cũng liền một dải núi tạo thế vững chãi, nên việc nhà vua chọn nơi đây làm khu tập trận là điều có thể lý giải được. Theo ông Lan, Thanh Liêm cũng là vùng đất thiêng, là đất dụng võ, có nhiều công năng, chức năng như lánh giặc, đánh giặc, chôn giấu của cải, đặc biệt là nơi xây cất các công trình tôn giáo tín ngưỡng. Và đây mới là việc chính được các nhà vua đặt ra mục tiêu trong lịch sử. Các công trình tôn giáo tín ngưỡng thế này tập trung vào Đại Hùng Bảo Điện, nhà tổ và các khu tháp khác. Từ các cổ vật linh vật tìm thấy ở chùa Đùng, có thể kết luận ở đây đã xuất hiện công trình chùa tháp từ thời Tiền Lê thế kỷ thứ 10, thời Lý thế kỷ thứ 11-12, thời Trần thế kỷ thứ 13-14. Và những miếng gốm, có những gốm sứ có men, có mềm màu trắng hoa văn, màu xanh là đặc trưng màu men thời Lê thế kỷ thứ 15. Nhà sử học đặc biệt đề cao thông điệp từ những hình tượng đá bên trong là hình rồng được đặt ở trước cửa gian thờ Đức Thánh Hiền và ốp trên tường đá của chùa. Theo ông, lịch sử dân tộc từ xưa đến nay đều đã chứng minh Đạo Phật luôn đồng hành và góp phần vào việc giữ gìn, bảo vệ cho sự phát triển thăng hoa của Tổ quốc và dân tộc.